phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của đảng là một yêu cầu khách quan. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại đảng bộ khối luôn được quan tâm thực hiện. Trong đó, đoàn thanh niên khối luôn xung kích đi đầu trong công tác giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho cấp ủy phát triển đảng. Một trong những giải pháp cụ thể đó là hội trại truyền thống lá Trung quân được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 nhằm tạo môi trường rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên cho đoàn viên ưu tú. Từ đây, hội trại trở thành hoạt động truyền thống dành riêng cho đối tượng đoàn viên ưu tú và định kỳ tổ chức hàng năm cho đến nay. Hội trại là dịp để các bộ công chức, viên chức trẻ, đặc biệt là các đồng chí đoàn viên ưu tú có dịp gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên, thể hiện quan điểm cũng như cách nhìn nhận của thế hệ trẻ quyết tâm chống lại các thế lực thù địch, thể hiện quyết tâm giữ vững chủ quyền và con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn. Qua đó, khẳng định thế hệ trẻ sẽ kế thừa xứng đáng và trọn vẹn tinh thần cách mạng của cha anh năm xưa, xứng đáng với sự kỳ vọng và tình yêu của Bác Hồ. Qua 9 lần tổ chức, hội trại thu hút 1.741 đại sinh, có 368 trên 393 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia hội trại được cấp ủy quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng sau khi tham gia hội trại, chiếm tỷ lệ 93,64%. Có thể nói thông qua cái kết quả hội trại lá Trung quân thì đặt ra cho chúng ta có thấy và thu được ba cái kết quả lớn chính. Kết quả thứ nhất tức là tạo điều kiện cho mỗi cái bạn đoàn viên thanh niên cộng sản thấy được cái trách nhiệm, từ đó để có một cái động lực phấn đấu tốt hơn. Cái thành tựu thứ hai có thể nói là thông qua đó để ung đúc thêm ý chí, có nhận thức một cách đầy đủ hơn và tạo cho mình một cái ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên. Và cái thứ ba lớn hơn đó là tổ chức đoàn thanh niên cộng sản ở cơ sở thấy được cái trách nhiệm của mình để mà trong cái công việc, trong cái hoạt động để rèn luyện, để mà giới thiệu được những nhân tố tốt, những nhân tố tích cực cho cấp ủy, để cấp ủy xem xét, phát hiện để kết nạp vào đảng. Đặc biệt, có rất nhiều trại sinh sau khi được cấp ủy quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng sau khi tham gia hội trại đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, được tin tưởng giao nhiệm vụ thử thách và phát triển. Được tham gia với tư cách là trại sinh rồi đến ban tổ chức, mình đã được rèn luyện trải qua các thử thách, thể hiện ý chí, nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là mình đã được quan tâm tạo điều kiện phát triển đảng sau khi tham gia hội trại. Và tại đại hội 3 của Công đoàn Viên chức thành phố, mình đã được các đại biểu tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố. Đó là một bước ngoặt, một bước trưởng thành, một dấu ấn sâu đậm trong quá trình công tác rèn luyện của bản thân. Hội trại lá Trung quân là một mô hình cách làm hay cần được nhân rộng. Thì trở về từ hội trại, bản thân tôi được truyền lửa, được hung đúc ý chí phấn đấu để trở thành một người đảng viên. Từ đó thì tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu rèn luyện trong chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thử thách. Và tôi tin rằng từng đoàn viên ưu tú tham gia hội trại như tôi cũng được tiếp lửa như thế. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng hội trại sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần tham gia công tác xây dựng đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng trong toàn khối.